Xin chào các anh chị và các bạn đồng nghiệp thân mến. Chúng ta tiếp tục khóa học với phần 5 các yếu tố rủi ro trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nhìn chung mà nói thì sau khi phân tích báo cáo tài chính theo các trình tự trên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đối với những doanh nghiệp có các yếu tố rủi ro mang tính tài chính. Tuấn muốn nhấn mạnh rằng trong phần này Tuấn muốn chia sẻ với các anh chị là các rủi ro thuần túy mang yếu tố tài chính của doanh nghiệp. Còn thực tế doanh nghiệp đối mặt với rất nhiều loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình. Rủi ro đến từ môi trường kinh tế vĩ mô, rủi ro đến từ môi trường cạnh tranh, rủi ro đến từ sản phẩm của doanh nghiệp, rủi ro đến từ nhiều yếu tố. Thì tuy nhiên, ở đây chúng ta tập trung vào các yếu tố rủi ro trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Các yếu tố rủi ro tài chính của doanh nghiệp sẽ có bao gồm một số yếu tố mà các anh chị cần phải quan tâm. Thứ nhất là sử dụng đòn bẩy quá cao. Đối với nhóm các doanh nghiệp thông thường, trừ nhóm ngân hàng, điện và thương mại có tỷ lệ dùng đòn bẩy cao bởi vì khả năng luân chuyển vốn của các doanh nghiệp này cao. Thì tuy nhiên, thì đối với doanh nghiệp thông thường và hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, thì theo kinh nghiệm của Tuấn, mức độ đòn bẩy trên 3 lần là điều đáng lưu ý. Mức độ đòn bẩy này các anh chị tính bằng công thức là tổng nguồn vốn chia cho vốn chủ sở hữu. Với một doanh nghiệp có mức độ đòn bẩy quá cao thì các anh chị lưu ý rằng đó chỉ là rủi ro chứ chưa chắc là doanh nghiệp này sẽ có những yếu tố bất lợi trong tương lai. Rất có thể dòng tiền của doanh nghiệp khá là tốt và do đó doanh nghiệp có thể trả nợ vay tương đối nhanh. Rất có thể doanh nghiệp tập trung đầu tư vào các cái dự án đầu tư và khi các dự án này đi vào hoạt động cũng như là tạo ra hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp thì cái mức đòn bẩy của doanh nghiệp này sẽ được giảm khi mà dòng tiền của doanh nghiệp về và trả bớt nợ vay. Do đó, khi chúng ta nhìn vào tỷ lệ đòn bẩy thì chúng ta cũng cần phải hiểu rằng chúng ta phải phân tích thêm các yếu tố khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là dòng tiền tương lai mà doanh nghiệp có thể nhận được từ các cái hoạt động đầu tư trong thời điểm hiện tại. Đó là những yếu tố. Vậy Tuấn lấy ví dụ như những doanh nghiệp về điện chẳng hạn. Thông thường những doanh nghiệp về nhiệt điện thì họ phải bỏ ra số tiền rất lớn để đầu tư ban đầu và xây dựng nhà máy. Và do đó tại thời điểm đó mức độ đòn bẩy của họ ở mức độ rất cao, có khi lên mức độ 5 lần. Thì tuy nhiên các cái doanh nghiệp này có cái khả năng bao tiêu sản phẩm từ EVN và đảm bảo với mức giá bán điện đã được ký với EVN. Và do đó hoạt động kinh doanh của họ không gặp nhiều rủi ro và dòng tiền của họ rất là tốt vì chi phí khấu hao của họ cao. Do đó thì đối với những doanh nghiệp này đòn bẩy quá cao không phải là vấn đề. Đối với những cái doanh nghiệp liên quan đến ngân hàng hay là liên quan đến các hoạt động thương mại thì sự luân chuyển vốn của họ phải là rất là nhanh và họ ăn một cái biên lợi nhuận rất là thấp. Tuy nhiên họ ăn trên số đông và do đó đối với những doanh nghiệp này thì yếu tố về đòn bẩy thông thường sẽ cao hơn rất nhiều. Thông thường đòn bẩy của ngân hàng sẽ ở mức trên 10 lần và đối với các doanh nghiệp thương mại có thể ở mức độ 4 đến 5 lần. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào hoạt động kinh doanh của họ không có nhiều rủi ro thì chúng ta cũng không nên quá lo ngại. Đó là những điểm Tuấn lưu ý các anh chị. Tuy nhiên về mặt tổng thể thì thông thường mức đòn bẩy quá cao 3 lần, 4 lần là hàm ý một yếu tố rủi ro. Đặc biệt yếu tố rủi ro này sẽ tăng lên rất nhiều trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có vấn đề. Đó là khi mà mặt bằng lãi suất của toàn bộ nền kinh tế tăng lên, lúc đó thì các chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng đột biến và chúng ta sẽ có thể gánh những khoản lỗ nặng nề khi chúng ta đầu tư vào những doanh nghiệp có đòn bẩy cao trong môi trường lãi suất đang tăng. Yếu tố thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý đó, các rủi ro tài chính của doanh nghiệp, đó là việc doanh nghiệp sử dụng vốn vay ngắn hạn cho việc đầu tư dài hạn. Tuấn đã nhấn mạnh trong phần phân tích bảng cân đối kế toán, đó là chúng ta phải hết sức lưu ý. Một doanh nghiệp lành mạnh có nghĩa là nó phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, dùng vốn vay ngắn hạn cho tài sản ngắn hạn, dùng vốn vay dài hạn cho tài sản dài hạn. Những việc nếu như doanh nghiệp dùng vốn vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn, hàm ý rằng sự quản trị tài chính của doanh nghiệp là không tốt và doanh nghiệp rất có thể sẽ chịu những rủi ro rất cao khi bất thường các cái yếu tố nó xảy ra dẫn tới các cái dự án đầu tư của doanh nghiệp trong dài hạn bế tắc, không đi vào hoạt động đúng thời điểm cũng như không đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp như doanh nghiệp dự kiến và cuối cùng dẫn tới trạng thái mất thanh khoản cho doanh nghiệp. Do đó, về mặt tổng thể, một doanh nghiệp lành mạnh là phải dùng vốn dài hạn cho mục tiêu dài hạn. Cuối cùng, đó là đối với những doanh nghiệp có nợ vay ngắn hạn quá cao, tình trạng mất thanh khoản có thể dẫn tới những rắc rối trong hoạt động kinh doanh, mất uy tín với đối tác và gây đổ vỡ dây chuyền. Trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp có năng lực kinh doanh tốt, thế tuy nhiên họ đã vay ngắn hạn ở mức độ quá cao và dẫn tới những trạng thái mất thanh khoản. Và khi đó thì chúng ta có thể thấy rằng những đối tác của doanh nghiệp, chủ nợ của doanh nghiệp
có thể sẽ chặn cái nguồn thanh khoản của doanh nghiệp và dẫn tới doanh nghiệp có năng lực kinh doanh nhưng không thể tiếp tục phát huy cũng như không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa và dẫn tới trạng thái là đổ vỡ. Thì đó là những yếu tố mà chúng ta cần lưu ý. Thế nào là nợ vay ngắn hạn quá cao? Thì chúng ta nên so sánh mức độ nợ vay ngắn hạn, mức độ trả nợ hàng quý, hàng năm của doanh nghiệp, mức độ trả nợ lãi vay đối với dòng tiền của doanh nghiệp. Nếu dòng tiền của doanh nghiệp vẫn cao hơn các yếu tố này thì chúng ta khẳng định rằng doanh nghiệp hiện nay vẫn đang lành mạnh. Nếu dòng tiền của doanh nghiệp ít hơn các yếu tố này, đặc biệt ít hơn chi phí lãi vay phải trả hàng tháng, hàng quý, hàng năm, thì chúng ta cần phải lưu ý đây là rủi ro tài chính rất lớn.